Hello các bạn, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình và mình là Zombie đây. Hôm nay mình muốn khoe với anh em một cái bộ đồ mới. Ôi trời đất ơi, quá trời người luôn. Cái bộ đồ chuồng lam này mình mới quay ra được nè anh em ơi, thấy đẹp không? Quá trời đẹp luôn đúng không? Trời ơi sao nhiều vậy, từ. Để tôi làm súng cái hồi tôi kiện view cái bộ đồ này tiếp. Mà bê luôn, ngon. Ui, xung thục luôn. Rồi, thằng nào? Chết chứ tao. Mới nghe cái âm thanh thằng nào chạy á. Trời ơi, con cù lạc của ta. Rồi, ok anh em ơi. Đó, anh em thấy bộ đồ chuồng lam này thấy đẹp không? Ủa, bên kia có người nữa kìa. Tôi nghe tiếng nó chạy bên đây nè. Cái bộ đồ này mở gì ta? Không biết nữa, thầy mở cho mình á. Thầy nói bộ đồ này hợp với cây súng. Đó, mình đang xài cây chuồng lam luôn hay gì. Đúng rồi. Đó, hợp với cái bộ đồ nữa. Quá xịn xò. Rồi. Ui, gừng của cha, đâu nó bắn kìa em ơi. Ui trời ơi, ghê. Lần nào cái khu này cũng có biến hết trơn á. Từ từ để mình đi xuống dưới này. Mình lút đồ cái đã. Lút đồ xong rồi có đồ để chiến với tụi nó. Chứ để thôi là tụi nó búng trứng cút bay màu luôn. Rồi ok. Ok. Lấy MP5 tan áp điện nè anh em. Trời ơi, có thể cái cây này bữa tụi nó tăng 2 sát thương là tôi quá sai lầm. Cái này là nó tăng tốc độ bắn. Trời ơi, tăng 2 sát thương đâu. Tăng 2. Trời ơi, tôi có 2 chú bom kem tôi dựng hết luôn rồi. Định mệnh thế nào vậy? Rồi, ôi trời. Ui, bên kia nó bắn nữa. Quái tèo thôi, chạy thôi anh em ơi, chạy hết nữa. Ôi, hai bên nó bắn mà luôn. Mình có 1 trái bom kem, một lộn có 2 trái bom kem mình dựng phát hết luôn rồi. Ủa, cái con khủng long xanh. Nó quay trở lại kìa nè. Con khủng long xanh nó quay trở lại. Mày. Sao kìa. Ôi đau vậy. Ôi trời ơi. Cây này là cũng tan sát thương nha. Cái gì, cái này là vệ binh ngân hà hả ta? 1421 gì đó. Nhưng mà bắn khá là thốn á. Không có pha kéo lên đầu là mình lại chết nữa rồi anh em ơi. Ui, cái thằng bắn mình hồi nãy đâu ta? Ghê quá. Đây, cây MP5 của mình là nó xịn. Ý nữa nữa. Trời ơi. Mới lượm được có trái bom keo một. What the. Chửi thề à. Đúng là mới lượm được có trái bom keo luôn á. Ui, nghe tiếng súng. Hồi máu cái đã. Ui, sao nhiều vậy? Sao nhiều vậy anh ơi? Anh ơi, từ nói anh ơi. Chuyện gì từ nói, em có lỡ giật gậy của anh thôi mà. Trời ơi. Anh em có thấy cái tốc độ xả đạn của nó chưa? Vừa có cái tăng vừa có tăng áp điện rồi nó vừa có cái tốc độ bắn nữa thì cái khả năng xả đạn của nó nhanh hơn mà B nữa anh em. Ủa thằng kia kìa. Kéo lên đầu mày. Ui. Trời. Ui. Trời. Trời cay bãi luôn á, nãy cái pha đầu tiên mà kéo không lên được. Không sao, từ. An binh bất động. Địch bất động thì ta bất động. Địch bất động mà ta động là hư lực. Mày ra đây. Mày. Ui, nó bắn súng nhắm anh em ơi. Ui. Trời hên quá, có cái chảo đỡ cho mình được mấy viên đạn luôn. À, thôi lại chết nữa rồi. Hên quá. Hồi máu thôi. Hồi máu thôi, trời ơi. Ui trời ơi. Bây giờ mình sẽ bọc qua bên này. Đó, nó tưởng mình là hết máu rồi. Mình chạy trốn rồi. Bây giờ mình sẽ bọc qua bên này để mình đánh lạc hướng nó. Từ. Đếm nha. 1 2 À, nghe tiếng bước chân rồi. Chắc chắn là lần này. Ui. Nó cũng xài súng. Nó xài UMB giả đứt anh em ơi. Trời ơi. Xả đạn với tốc độ như vậy thì làm sao mà mày chịu nổi hả? Ủa, 6 người xem luôn kìa. Ghê chưa? Tôi đã từng rất là giàu bom keo. Và sau khi tôi bị bắn là tôi đã hết bom keo. Rồi banh luôn cái giáp luôn. Rồi không có trái bom keo nào luôn. Rồi cuộc sống bế tắc luôn. Xong. Không có trái bom keo nào, có trái bom không à. Nó thả xe xuống anh em. Trời ơi. Cái gì đây? Trời. Anh em có tin với một trái bom này tôi phải kích liễu nó không? Rồi, đây. Đây phù thủy công nghệ nó đánh dấu vị trí của địch bị bắn. Đây một trái bom có thể kích liễu nó nè. Chạy đi. Tôi tính hết rồi. Trời ơi. Ôi trời ơi, bom keo kìa. Rồi, chỉ bỏ một trái bom ra thôi mà chúng ta đã lấy lại được bao nhiêu trái bom keo? 6 trái bom keo. Trời ơi, lời bãi chữ luôn anh em ơi. Ui, chỉ bỏ một trái bom ra thôi đã lấy lại được 6 trái bom keo. Trời ơi, ước gì có đó luôn. Rồi, hôm nay mình sẽ bắn cái cây
cái cây M14 cái gì đại dương xanh gì nè cho anh em coi. Cây này sát thương vô đầu của nó phải nói là bá đạo luôn, 300 mấy máu luôn. Đó. Bắn là chỉ có chết thôi, không có cây nón nào chịu nổi á. Ê, anh em thấy gì chưa? Thấy hình này nhảy lên cái tròn tròn đó chưa? Đó, từ từ. Không có xuống móc. Mà nó quay lưng cái hướng kia về bên phía mình nên nó cũng không bắn được mình đâu. Từ từ nha. Bây giờ mình sẽ tìm cách mình dụ nó xuống. Nó đang ở trên đó đó. Trước sau gì nó cũng xuống thôi. Nghe tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân. Lục đồ. Ôi, nghe tiếng bước chân kìa anh em ơi. Chắc nó chạy ở bên trển á. Không sao. Lục đồ tiếp. Bắn nhau rồi. Bắn nhau rồi. Ui, con này tôi nhớ tôi giết nó rồi mà ta. Ui, bấm keo nữa nè, trời ơi. Ủa, xuống móc. Rồi, mày chết cha mày với tao rồi, thằng trên chảo ơi. Ủa, cái con màu cam này tôi nhớ tôi giết nó rồi mà anh em. Thư cấu nhỉ. Rồi, bây giờ mình lấy cái súng móc mình lên mà kiếm thằng kia nha. Ui, nãy giờ giết sơ sơ được 6 người rồi kìa. Ui, ghê này. Tôi hôm nay tôi sẽ giết hết cái map này luôn. Từ từ, bây giờ mình sẽ chiếm từ từ vô rồi mình sẽ leo lên trển, mình hốt thằng đó lên trển luôn. Bảy người xem rồi. Trời ơi, hên quá, dám chống nổ anh em ơi. Hên, dám chống nổ không sao. Này, coi cái góc này, cái súng móc của mình bắn lên được không nha. Đó, được. Mình sẽ lên trên góc trên cao này, nó sẽ không để ý mình. Hey, yeah. Trời đất ơi, sao còn cái hòm sát không vậy nè, tại sao lại nó không nổ như vậy. Ủa, phải nó không ta. Hồi nãy nó lên đây là nó có súng móc nó mới lên được mà. Ủa, không hiểu nữa. Chắc đó là Spider-Man. Đó, tôi dùng tơ nhện của nó để bắn lên cái là nó bay lên luôn, không cần súng móc luôn. 900 bom keo rồi, Humber rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi kiếm người thôi. Spider-Man. Hi-cha. Súng móc này chơi sướng thiệt luôn á. Đó, ước gì bây giờ có vừa có súng móc mà vừa có dù lượng nữa ha. Trời ơi, móc lên trên trời xong cái lượng xuống phải luôn. Ủa, bắn nhau với đội. À, một thanh niên bị bắn bỏ chạy rồi kìa anh em. Ui, trời ơi, đau lắm rồi. Cái này ước là nó có cái cây mà 14 này là nó có tăng cái có cái ống gì á, nó tăng tốc độ bắn lên thôi, là nó bắn từng viên ức chế lắm luôn á. Nhưng mà đổi lại thì sát thương nó cao thôi. Từ từ, thanh niên kia đang hồi máu. Mình sẽ cho nó một cái không có bơm ta. Bây giờ lại thiếu bơm nữa. Bây giờ mình sẽ không mà bệnh. Còn hơi ẩu xíu. Nhưng mà chắc chắn là nó thấy cái chân rồi, chạy rồi, chạy vô vách núi rồi anh em ơi. Đó, chạy vô vách núi rồi. Mày hả cưng, lần này mày chạy đâu cho thoát. Vừa chạy vừa cầm súng này giống boss đó anh em. Nhưng mà không sao, có gì mình còn bắn được. Đó, đâu rồi, chạy đâu rồi. Ui, hello anh. Người rừng nè. Ủa, nãy mình phải thấy mày không ta? Nhớ là đâu phải thấy thanh niên nè. Ủa trời, nó dội bơm trên xuống kìa. Ui, thằng cái lùng que gì vậy? Đi. Sợ lọt dưới anh em ơi, không sao. Đi cáp treo xuống bắn anh hả cưng. Đây, em im lặng nha. Im lặng nha, bốn mươi lăm viên nó xả vô đầu mày chín trăm luôn anh em ơi. Trời ơi, nó xài cái combo của mình kìa, súng thuộc với X8. Hôm nay mình sẽ đổi combo, mình sẽ đổi cây M14 và cây MP5 và cây M súng móc. Nó chạy ở dưới cái nhà kia kìa, nó chạy hướng 105 kìa. Bây giờ mình sẽ xuống dưới qua thu rồi. Nó chạy qua kìa. Ra đây, tôi one hit mày. Ra đây. Nó thấy mình rồi, nó thấy mình từ trước rồi. Bây giờ nó me mày rồi, mình đợi xíu rồi nó có lên không. Ê, Nó leo ra kìa. Leo ra, trời ơi, em thấy chưa, thấy sát thương của nó chưa. Phải. Ôi, sát thương kìa. Vậy mày chịu gì nổi. À, súng pháo cầm tay vậy, thanh niên này đi từ vùng xanh về hả. Không lẽ không có bom keo. Ui. Trời ơi, định ra lướt bom keo. Ra phát lỗ hai cái bom keo luôn. À, trên cáp nó bắn xuống nữa kìa. Không lẽ tụi mày không chạy bo. Lướt đồ.
1, 2, 3. Quầy giống luôn. Trời ơi, quầy giống mà cũng bị bắn nữa. Chạy, chạy vô bo trước. Rồi bây giờ chỗ này hết người đó anh em ơi, sợ ai nữa đâu. Úi giời, đâu ra vậy? Chạy. Hên quá. Cái bo nó thu vừa, nó chừa mình một xíu này nè anh em. Bây giờ sẽ đợi thời cơ chín mùi cái nè. Hồi máu đầy đủ cái. Nó quay lại. Nó quay lại nè anh em ơi. Yeah, 10 kill nha. Trời ơi, thằng lần này mà có kèo mà là ngon cơm luôn rồi. Này mà có kèo gì là 10 kill là hút mỗi loại kèo luôn rồi. Từ từ bây giờ mình sẽ vô trong xíu nữa. 6 người nữa. Còn cái bo này còn 6 người là hơi khó nhai luôn á. Ở trên kia nó có bơm kèo kìa. Anh em có thấy cái cây MP5 này bắn hơi bị sướng không? À, tăng áp điện, tăng tốc độ bắn. Hình như là nguyên cái bộ thanh lịch là mình trừ cây B90 đa là mình có hết luôn á. Adup thanh lịch. Phải không ta? Phải Adup thanh lịch không? Không phải. Cái gì? Adup báo đớm đúng rồi. Đó. Di chuyển thôi. Adup thanh lịch. Tăng tốc độ bắn luôn. Hình như là cái bộ thanh lịch này nó tăng tốc độ bắn hết luôn hay gì á. Từ từ nha. Đi thôi. Cái ghế màu đỏ, cái thùng màu đỏ, cái xe màu đỏ nữa. Chiếc tỏ BD nữa. Đó. Ui sợ. Lên trời. Trời này bo không có nuốt. Ủa trời này bo nuốt luôn. Sao đứa trong im dữ ta. Im vậy. Sao kỳ vậy. Không có một tiếng súng nổ ra luôn. Bây giờ mình sẽ đi tìm tụi nó. Ôi im mà tới địch mà còn nghe tiếng nữa nè. Bây giờ sẽ đi tìm tụi nó nha. Đâu đây nè. Ôi trời ơi. Một pha kéo tâm đi vào lòng đất của zombie luôn. Đó, anh em thấy hay thì nhớ để lại một like cho mình nha. Ở dưới nó bắn nhau ở dưới kìa. Nó dựng bơm keo ở dưới kìa. Bỏ thu rồi. Mình đi thôi anh em ơi. Đi thôi. Có cái súng móc này rất là hiệu quả. Ơi nó chạy bên kia kìa. Từ. Đừng ngớ tí tôi nha. Trời ơi, chỉ nằm trên này nè. Chỉ nằm trên cái liều này nè. Rồi còn đứa nãy mới gì chạy qua nữa kìa anh em. Ui chỉ nằm trên cái liều này im lặng vãi luôn á. Hey, đi. Ui sao lại rớt vô xe. Ui rồi. Bắn mình nữa. Còn 3 người nữa anh em ơi. 3 người mà cái dòng bo không rồi nè. Chết rồi. Chết rồi. Sao 3 đứa nó ở đâu vậy? 3 đứa nó chơi team up hả? Đứa như kia chết rồi. Ơi, làm gì vậy? Trời ơi, làm gì vậy? À, thanh niên bắn súng móc lên mình, kiếm ăn. Ui trời ơi, sao mình bắn lên vô tới đâu rồi, có người tới đó vậy? Ui, trong giọng có giao tranh rồi. Anh tới đây, từ, anh tới đây em ơi, anh tới đây. 14 kill đó, vãi trưởng. Trời ơi, lần đầu tiên tôi giết được gì vậy luôn á. Ôi, anh em nhớ like và subscribe ủng hộ cho tôi nha, cảm ơn tất cả anh em.